what's up Chicago, you know my name, huh? Look to NCC, shout out cho Weep Hip Hop, shout out cho Sound Right Rap, đây là Return. Logic NCC lấy trong phòng thu và xào nấu. Cứ coi tao là đầu bếp vì nhiều thằng bị cho vô chảo dầu. Sống vì gia đình làm việc để một ngày được tốt hơn. Cầu mong cho những người anh em buôn bán thuận lợi được chốt đơn. Tao dùng cái chất nghệ sĩ có sẵn trong máu từ ông ba tao. Làm việc mà tao còn đang dang dở để có thời gian để hơn thu nhau. Muốn lấy được cơ hội kiếm tiền bằng âm nhạc, sao đau cho việc hip hop, sao đau cho những homie chơi nhạc. Khi mà tao đang đứng ở trên đây thì lũ tụi mày đang ở đâu? Nhốt tụi mày vô địa bọc thiên tinh thì mùi hôi lũ rác này không đỡ đâu. Con đường mà tao chọn là cây biếc, với tuổi trẻ mày luôn đầy nhiệt huyết. Lũ tụi mày đừng mong mà bắt kịp vì máu còn chảy là không thể tắt nhiệt. We are the best of the sound, ayo. Tụi tao vẫn đỉnh trên đỉnh cao, ayo. Sound right the best of the sound. Lấy cái đéo gì bằng tụi tao, sound right combat underground, yeah. Underground không phải là nơi để mày la hét. Rap không phải là phương tiện để tạo sự ganh ghét, yeah. Enough for you, bitch, motherfucker that you. Underground không phải là nơi để mày la hét. Rap không phải là phương tiện để tạo sự ganh ghét, yeah. Enough for you, bitch, motherfucker that you. Có những thằng thường hay bàn tán mỗi khi gặp tao, nhưng mà cũng chỉ thấy tao qua mạng mặc dù nó chưa gặp lần nào. Click vào mỗi khi tao tạo ra cipher, mày lại phòng hờ tao cầm mic và chẳng quan tâm vì đây là underground. Mày có thể thấy âm nhạc mày muốn là để đấy. Thằng bạn nó nói khả năng freestyle của tao được dùng là để cháy. Quen MC mà cứ thể hiện thì tao nhìn cũng thấy nể đấy. Hip hop mày mong manh như là thủy tinh, cẩn thận bị bể đấy. Mấy thằng nghiện chuyên gây chuyện nhưng muốn chết ở thiên đường. Tao tặng mày viên thuốc ngủ tha hồ về giường mà tưởng tượng. Chơi hip hop không phải làm giang hồ thì tụi mày đừng làm hướng. Bài này là dự thi không phải diss ai đâu, tụi mày đừng làm tưởng. Mày thích chắp chiều hay old school thì tao cũng nhận hết. Tao tạo ra một chén mẹ nghe cứ như là một món quà nhận Tết. Có một điều tao muốn tiết lộ, giống như cuộc sống vẫn đang phổ độ lâu. Chỉ là tao quyết nhạc thật mà ai nghe cũng cảm thấy giận hết. Underground không phải là nơi để mày la hét. Rap không phải là phương tiện để tạo sự ganh ghét, yeah. Enough for you, bitch, motherfucker that you. Underground không phải là nơi để mày la hét. Rap không phải là phương tiện để tạo sự ganh ghét, yeah. Enough for you, bitch, motherfucker that you.